Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với chuyến bay tiếp theo của Nếm TV. Quá lâu rồi mình không thực hiện cái mô típ này, mặc dù là mình rất là thích. Tuy nhiên, ở một cái chỗ đại cảnh khá lớn như này thì chắc chắn là mình sẽ phải sử dụng cái mô típ review flycam ở trên cao. Không nhiều lời nữa, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nếm nhá. 3 2 1 Nếm. Xin giới thiệu với mọi người, mình đang có mặt tại núi Cô Đơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau từ từ rồi tận hưởng cái vị trí này nhá. Nó rất rất đẹp. Hiện tại thì mình đang có mặt ở huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Và trước mặt của các bạn đây chính là núi Cô Đơn. Và nhiều người có nhầm tưởng rằng đây là núi Cao Ly. Tuy nhiên không phải đâu mọi người ạ. Đây chính xác là núi Cô Đơn. Núi Cao Ly thì nó ở phía trên cái con đèo này, đoạn mà cao nhất đấy. Để đi được đến với cả núi Cô Đơn này thì các bạn hãy di chuyển từ xã Húc Động hoặc xã Đồng Văn lên trên chỗ núi Cao Ly. Search trên bản đồ Google Maps thì các bạn sẽ thấy đấy. Một cái điều rất là đặc biệt khi mà ngày hôm qua mình trải nghiệm cái con đường đèo này đó là nó gần như không có xe, không có phương tiện đi lại. Mà con đường đèo này được mở ra với cái mục đích là để bà con đi thăm rừng cũng như là phát triển du lịch. Trên đây có rất rất nhiều những cái vị trí mà nó trống trải và để chúng ta có thể là ngắm, để cắm trại giống như là cái núi Cô Đơn đây. Cái vị trí này thì được rất nhiều người chọn để làm nơi cắm trại. Như các bạn có thể thấy là cái chiếc xe của mình đang lọt thỏm giữa một cái eo như thế này. Mà cái hướng đằng sau lưng mình đây chính là hướng đông. Nó đúng rồi, hướng đông ấy, đông nam một chút. Vì vậy là nếu như cắm trại ở núi Cô Đơn này thì các bạn sẽ đón được bình minh. Còn đâu cắm trại muốn đón được hoàng hôn đẹp nhất thì các bạn lên trên đỉnh đèo nhé. Nơi mà có chỗ núi Cao Ly thực sự. Tại sao mà mình bảo là không đón hoàng hôn được ở đây? Bởi vì ngay ở dưới chân này có một cái eo, đấy, vị trí này. Cái eo này thì sẽ nó làm cho chắn cái lượng ánh sáng và chúng ta sẽ không thể nào mà đón được cái lượng ánh mặt trời cuối ngày. Thẳng về cái hướng này đấy, đấy cái hướng các bạn đang nhìn đấy, thì là chúng ta sẽ tới được với cả xã Húc Động, một cái xã mà nổi tiếng với cả miến rong, đấy miến rong Bình Liêu Quảng Ninh. Thì đây mình sẽ quay cái hướng cho các bạn xem là cái hướng đèo đây. Đấy chính là cái góc hướng như này. Nhìn thì gần thôi nhưng mà khi mà chúng ta di chuyển rất là xa. Xã Húc Động này có một cái vị trí, có một cái địa danh cũng nổi tiếng nữa, đó là thác khe vằn nhé mọi người nhé. Đấy mọi người thấy cái con đường đèo không? Và mình sẽ phải lưu ý cho các bạn đó là con đường đèo này độ dốc của nó rất cao. Chính vì vậy khi mà các bạn di chuyển thì các bạn hãy đi bằng số thấp và lâu lâu thì các bạn hãy dừng lại để cho cái phanh của chúng ta có thể nghỉ, chứ không nếu mà nó nóng quá nó không bám được thì cũng là một điều rất là nguy hiểm. Tuyệt đối các bạn không nên đi xe ga nhé. Đi xe ga mà lên trên này thì là một cái điều rất là dở hơi đấy. Còn cái đây, theo như chúng ta đang thấy thì cái con đèo nó đang dốc xuống này. Và dốc xuống sang bên kia là xã Đồng Văn. Và xã Đồng Văn khi mà các bạn cắm trại ở chỗ núi Cô Đơn này thì các bạn sẽ dễ dàng nhìn xuống thung lũng ở phía bên kia sau lưng mình đây. Hiện tại lúc mà mình đang quay đây thì vẫn còn lúa vàng ở bên chỗ bản Sông Móc, xã Đồng Văn. Thì các bạn có thể tới đây để tham khảo. Còn xa xa những cái núi trùng điệp kia thì nó gần ở phía bên địa phận Trung Quốc rồi đấy. Nơi mà mình đang ngồi đây có thể coi là một cái vùng ven biên giới. Bởi vì xã Đồng Văn là một xã biên giới. Đây bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái chỗ vị trí mà mình đang ngồi đây. Chỗ này nếu như các bạn tới vào cái mùa hoa mua đấy thì nó đẹp cực kỳ luôn. Khi mà mình ngồi đây mình thấy quan sát là quanh đây toàn là hoa mua thôi. Và đã có những cái clip ở trên mạng mà mình thấy là đồi Cô Đơn ở Bình Liêu thì thấy cái chỗ này toàn hoa mua luôn. Và đã có rất nhiều những cái phóng sự nói về cái việc cắm trại đây rồi. Hôm qua mình có đo được cái chiều cao so với mực nước biển ở cái vị trí này, nó rơi vào tầm khoảng hơn 600m. Như vậy thì nó sẽ cũng không quá thích hợp để chúng ta có thể là săn mây. Nên nếu bạn nào mà thích săn mây thì hãy lên trên đỉnh đèo. Tuy nhiên ở trên đấy thì nó hơi lộng gió một chút mọi người nhé. Đấy sang bên này, đấy là Sông Móc. Đấy mọi người thấy không? Sông Móc.
lúa vàng xen lẫn những cái cánh rừng mà được người dân trồng để lấy gỗ. Và nói về rừng thì ở quanh khu vực Bình Liêu này có một vài cái đặc sản mà khi mà đọc tên thì mình nghĩ là nhiều bạn ở trong khu miền Nam sẽ không biết được. Đó là hoa hồi này, hoa sở này, quế, rồi nhiều lắm, mình không nhớ lắm. Cái núi Cô Đơn này khi mà mình ngồi đây thì mình thấy bạn nào mà cắm trại bằng lều mặt đất ấy thì có thể lựa chọn rất rất nhiều địa điểm. Nếu như các bạn mà tới đây vào cái ngày cuối tuần ấy thì sẽ rất là đông, nên chúng ta hãy chia ra các ở vị trí này. Nhưng mà mình chỉ mong một cái là các bạn hãy dọn rác sau khi mà cắm trại. Cũng rất là may khi mà mình tới đây thì mình thấy cái con đường mòn này đã chạy được ô tô xuống rồi. Tuy nhiên những bạn nào mà chưa quen đi những cái đường như thế này nhé, thì mình khuyên thật là không nên thử, tuyệt đối không nên thử. Bởi vì nó rất dốc. Đây mọi người nhìn thấy này, nó rất dốc. Và khi mà mình di chuyển xuống dưới nó làm sao nhỉ, nó gần như là dốc thẳng đứng luôn ấy. Lát nữa mình lên mình cũng hơi sợ, bởi vì là cái nắp capo nó sẽ che mất tầm nhìn của mình. Nguyên một cái bãi rộng này nếu mà theo cái ước tính của mình thì các bạn có thể cắm được tầm khoảng mấy chục cái lều luôn, mấy chục cái lều cùng một lúc. Và dọc cái con đường đèo này lên còn rất rất nhiều địa điểm khác. Nếu như các bạn mà không muốn sự đông đúc thì các bạn có thể tìm vị trí khác giống như mình ngày hôm qua. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lên trên núi Cô Đơn nhé. Không biết là ở đây có ai am hiểu địa lý về khu vực Bình Liêu này không, thì hãy comment ở phía bên dưới để cho mình hiểu được là tại sao quanh đây, những cái ngọn đồi quanh đây nó cứ bị chọc chọc như thế này nhé. Rất khó để trồng cây, mà mình thấy toàn là núi đá cao thôi. Ngay như cái ngọn đồi Cô Đơn này cũng thế, các bạn hiếm lắm mới thấy một vài cái bóng cây lấy gỗ mà nó rất là còi cọc. Không hiểu lý do vì sao nữa. Có nhiều người cho rằng là những cái ngọn đồi chọc như thế này thì nó bởi vì là trong có quặng hoặc một chút quặng. Nhưng mình nghĩ là do là cái nền địa chất của nó bên trong toàn đá nên nó sẽ không mọc được cây. Với cả một phần nữa đó là ở đây rất gió, cực kỳ gió luôn. Gió có thể nó làm cho cây cối nhỉ, cây cối nó không thể mọc được. Và thêm một phần nữa đó là nó cao quá, nó không có nước. Rồi, nhìn xa xa thế này thì chúng ta đang thấy được phía biên giới đấy mọi người nhé. Đây là chúng ta đang hướng mặt sang phía nước Trung Quốc đấy. Trông thế này thôi nhưng mà rất gần. Và ở huyện Bình Liêu này có một cái điều rất là đặc biệt mà so với những tỉnh khác là tỉnh khác không có. Đó là hàng rào do bên Trung Quốc họ xây rất kiên cố. Nó làm cho mình nhớ tới cái đường rào mà ông Tổng thống Donald Trump mà ông đã xây với cả biên giới Mexico. Đó, thì các bạn cũng có thể tới đó để check in cũng như là tham quan. Là một cái nét rất là đặc trưng và không phải là nơi nào cũng có đâu. Cảnh rất là đẹp, thực sự rất là đẹp. Khi mà mình chạy ở con đèo này, mình tin chắc là trong tương lai ở chỗ này sẽ phát triển rất mạnh về du lịch. Thực sự luôn ấy, rất mạnh về du lịch. Mà nhất là du lịch trải nghiệm thiên nhiên hoặc là camping. Con đường từ Hà Nội tới với cả Bình Liêu này cũng rất gần thôi. Các bạn có thể chạy xe ô tô, đúng rồi, là hợp lý nhất. Bởi vì nó sẽ trên đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng, sau đó là Hải Phòng Hạ Long, tiếp đó là Hạ Long Vân Đồn. Và từ cái chỗ khu vực Vân Đồn tới đây thì chúng ta chỉ mất tầm khoảng vài chục cây nữa, mà con đường cũng rất là đẹp. Đối với những bạn ở miền Nam, nếu mà muốn ra đây Bình Liêu vào những cái mùa cỏ lau ấy, thì các bạn hãy lựa chọn sân bay Vân Đồn. Từ sân bay Vân Đồn đến đây thì cũng rất gần thôi. Đó, rất là đẹp luôn. Đấy chính là ngọn đồi Cô Đơn. Tuy nhiên, nếu như các bạn mà chịu khó một chút, các bạn leo lên trên đỉnh đồi Cô Đơn kia, mình thấy có đường lên đấy, đường mòn đấy, thì các bạn sẽ ngắm ngược trở lại cái con đèo này. Và nó rất là đẹp. Khi mà chúng ta đứng ở trên kia, chúng ta chụp ảnh xuống, đấy như các bạn đang thấy đây, thì cái con đường đèo nó thành một cái vệt trắng bao quanh những cái ngọn núi đá này, len lỏi.
Đấy, chúng ta thấy không? Quá đẹp luôn. Để mình nghĩ xem là còn những cái thông tin nào để cung cấp cho các bạn nhé. Thực sự là khi mà tới đây vào ngày hôm qua mình rất ấn tượng. Đêm qua mình có cắm trại ở trên đỉnh cơ, trên đỉnh đèo ấy. Nhưng mà vì là thích chỗ này quá, thế đâm ra là mình đã quay trở lại đây để review một cách chi tiết. Ở trên mạng thì cũng đã có một vài clip thôi, nhưng mà hội đa phần là quay chơi chơi thôi, không ai review cả. Thế đâm ra là cái clip này sẽ là clip đầu tiên review thật là có tâm một chút để các bạn thấy được cái chi tiết. Đấy, mọi người thấy không? Rất tiếc, ngày hôm qua mình đã ở đây, mình định săn bay với cái điều kiện thời tiết nó rất là lý tưởng, như là lạnh nhá. Hiện tại mình đang ngồi như này thôi, nhưng mà nhiệt độ bây giờ đang là 16 độ nhá. Mà bây giờ đang là mấy giờ nhỉ? 11 giờ đến nơi rồi mà vẫn là 16 độ. Đêm qua rất lạnh luôn, và sương nó rất là dày. Tuy nhiên nó bị dở một cái đó là gió nó đã thổi cái sương này đi, làm cho sương nó không ngưng động ở cái vị trí mà mình cắm trại để có thể tạo thành một cái biển mây. Nhưng mà đã có rất nhiều những nhiếp ảnh gia, những người mê du lịch đã săn mây được cái vị trí trên Bình Liêu này rồi. Các bạn có thể search trên Google là điểm săn mây Bình Liêu thì các bạn sẽ thấy được cái vị trí đó. Cũng không quá xa đâu, 200 cây số mà lại còn sát đường biên giới này, nó rất là đặc biệt. Nếu như các bạn đã quá chán với như kiểu những cái chỗ nổi tiếng như là Hà Giang hay là Yên Bái rồi thì các bạn có thể là tới đây để trải nghiệm. Mặc dù những bản làng ở quanh đây đều bà con phát triển kinh tế rất tốt nên đã xây được nhà cao tầng rồi, nhưng mà vẫn còn những cái bản mà giữ được văn hóa bà con dân tộc thiểu số như là dân tộc Dao, rồi dân tộc Tày. Mà người Dao đỏ ở đây không giống với người Dao đỏ ở Sapa đâu nhé. Cái khăn ở trên đầu của họ rất là cao, nó như một cái hộp hình chữ nhật ấy, rất cao. Và những người mà những người phụ nữ đã lấy chồng rồi thì sẽ đội cái khăn như thế, còn chưa lấy chồng thì khăn nó sẽ thấp hơn một chút. Ấy, các bạn thấy không? Đây là mình quay cái flycam nghiêng nghiêng nhé, từ trên cao xuống, mà các bạn đã thấy cái độ dốc của cái đèo này nó kinh khủng như thế nào rồi. Nên khi mà các bạn di chuyển thì phải hết sức cẩn thận, tuyệt nhiên là không lơ là và đi với vận tốc chậm thôi. Hôm qua mình, do là mình chưa đến đây bao giờ, chưa được ai cảnh báo nên mình nhiều cái đoạn là mình bị trôi xe đấy. Thế đâm ra là lúc mà xuống đến nơi, xe cái phanh nó khét lẹt luôn, nguy hiểm. Hôm nay là ngày thứ bảy thì phải, đúng rồi, hôm nay là thứ bảy thì có một lễ hội là lễ hội mùa vàng. Thì theo như phỏng đoán của mình thì chiều nay sẽ có nhiều bà con tới cái vị trí này để cắm trại, nên mình đã để tranh thủ buổi sáng thứ bảy để mình quay trước cho mọi người, chứ không có là lát nữa thì sẽ đông. Mình chỉ mong là sau khi mà tới đây thì các bạn hãy dọn rác. Có rất nhiều cái phóng sự mà mình xem qua ấy, là du khách đến từ Hà Nội tới đây cho trẻ em vận động quanh đây, thì mình thấy khá là thú vị. Cho trẻ em ra bên ngoài để vận động, để chạy nhảy tung tăng. Lạnh quá đâm ra máy bay hết pin rất là nhanh. Có lẽ là mình sẽ bay sang bên chỗ Húc Động kia một chút để... À, sorry mọi người, bay sang bên chỗ sông Móc để chúng ta thấy được cái cánh đồng lúa vàng đang nở rộ ở bên đó. Ở đây thì nó sẽ có hai mùa lúa một năm, nên nó sẽ khác hẳn với cả những cái tỉnh Tây Bắc khác. Lúa cũng chín muộn hơn, nhưng bây giờ Tây Bắc đã gặt hết rồi, ở đây thì bà con mới chớm gặt. Đấy, cái con đường đèo đây này.
Gió to quá. Ồ, trên cái ngọn đồi này mình thấy còn có những cái bông cỏ lau kìa mọi người ơi. Nó bay 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 trong gió kìa, rất là đẹp. Các bạn thấy không, từ nãy giờ mình bay ở đây rồi, nó cũng phải rơi vào tầm khoảng 15 phút rồi đấy. Mà đấy, chúng ta có thấy một chiếc xe nào đâu. Lâu lâu có một chiếc xe máy chạy qua thôi. Còn lại thì các bạn, con đèo này rất là yên bình. Mà lại còn sạch đẹp cơ. Được đổ bê tông. Những chiếc xe sedan có thể thoải mái chạy mà không sợ bị sập gầm gì cả. Rất rất đẹp. Nó chỉ một cái là dốc thôi. Uốn khúc quanh co này. Ôi, đã báo hết pin rồi. Ok, thế thì mình lại loanh quanh cái khu vực chỗ mà mình đang ngồi đây vậy. Đấy. 17 phút rồi. Cố tầm khoảng 20 phút rồi dừng cho mọi người thấy. Đấy, cái đường nó dốc như thế này mà. À, đấy, vừa nhắc tới bà con ở người Dao dưới này mà mình lại quên mất không cho mọi người xem. Có một cái rất là hay nhá. Khi mà mình chạy ở cái đèo này, những cái đoạn đường mà đã được cào ra để làm đường ấy, thì mình thấy có một lượng đá cuội ở bên trong. Và bà con ở đây có tận dụng cái đá cuội đó để xếp thành hàng rào bờ tường. Rất là thú vị. Hy vọng là trong tương lai thì chỗ này sẽ phát triển du lịch cộng đồng. Đây, phía trước mặt chúng ta đây là một hộ gia đình nhá. Cạnh một con suối luôn. Nếu như các bạn mà cắm trại ở đây mà sát bên bờ suối thì cũng hợp lý. Xong rồi sáng chúng ta đi bộ lên cắm trại sát vào suối như này thì nó sẽ tiện cho chúng ta cái việc là lấy nước này. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ không bị gió nó thổi quá. Mà lúc mà lên trên này vào buổi sáng sớm thì chúng ta chỉ đi bộ một chút là tới thôi. Tầm 5 phút là tới nơi. Rồi, đây là một hộ gia đình như này. Nhưng mà có vẻ như bà con đã ra đồng hoặc là vào rừng thì đúng hơn. Đấy, suối đây. Đá cuội có luôn. Đấy, còn vài hộ gia đình ở trong này nữa cơ. Đấy, ruộng bậc thang không cao như ở Tây Bắc đâu, nhưng mà cũng đẹp. Rồi, quay về lại vị trí chỗ này thôi, không có hết pin mất. Ôi giời ơi, cái chiếc xe của mình nó lọt thỏm ở thung lũng này, nhìn đẹp quá. Mọi người thấy không? Đẹp luôn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái số review trên cao này. Quá lâu rồi mình không sử dụng mô típ này, nhưng mà mình hy vọng là mọi người luôn luôn ủng hộ mình. Trong tập này thì mình đã giới thiệu cho các bạn núi Cô Đơn nhá. Đây, núi Cô Đơn đây. Và hy vọng là trong tương lai thì núi Cô Đơn cũng như con đèo này dẫn từ chỗ xã Đồng Văn sang xã Húc Động sẽ nổi tiếng hơn qua những cái thước phim như Cổ Nếm. Cảm ơn trong cái tập này có gì sai sót mong mọi người có thể bỏ qua cho mình nhé. Bởi vì là review trên cao này thì kịch bản nó sẽ không có sẵn trong đầu đâu. Cứ bay đến đâu thì giới thiệu đến đấy. Nếu như video mà hữu ích thì mong các bạn có thể tặng cho mình một lượt thích, một lượt chia sẻ. Nhấn đăng ký, nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của Nếm. Nhất là bà con ở Bình Liêu nhé. Hãy chia sẻ cái video này để giúp cho quê hương của chúng ta có thể nổi tiếng hơn nữa. Còn yêu cầu review một địa danh nào đó tương tự như là núi Cô Đơn thì các bạn hãy để lại trong phần nhận xét. Mình sẽ tới đó để thực hiện thay cho mọi người nhé. Bye bye mọi người nhé. Mình là Tùng Nếm. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục bay đây.